thời tiết đã ấm lên rồi. Rất thích hợp để đi nghỉ mát. Làm quần áo đơn giản hơn từ vải đen. Quần đùi rất dễ làm. Hình dấu chân mèo đặc biệt cho chúng ta biết đây là quần của ai. Adrian, thay đồ được rồi. Thoải mái hơn rồi nè. Thêm chiếc áo in hình chân mèo nữa là xong. Bộ đồ thật nổi bật. Phong cách này rất hợp với chàng. Và phối với dép xỏ ngón. Trời nóng quá. Adrian, chúng ta có hợp đồng. Mình nhớ. Một buổi chụp ảnh trang phục đi biển sẽ mang lại cho công ty hàng triệu đô la. Nhìn lên, máy bay của mình sắp cất cánh rồi đó. Cười lên nào, thả lỏng. Giả vờ như cậu đang ở Maldives. Cậu xem ảnh đẹp chưa nè. Wow. Làm sao để bắt được hormone đây? Có thông báo. Cái gì? Hôm nay mình có chuyến bay phải không? Suýt thì quên mất. Mình phải soạn đồ vào vali và mang theo tất cả những thứ cần thiết và thay bộ đồ siêu anh hùng thành trang phục đi biển mới được. Yeah, mình vẫn kịp giờ. Chúng ta có thể làm một chiếc vali xinh đẹp từ chiếc ví cũ. Bỏ rùa, những đốm đen này rất thích hợp cho vali của cậu. Làm sao để chúng ta kéo nó đi được? Dù mảnh ghép Lego sẽ rất hữu ích. Và chúng ta có thể tạo ra tay cầm từ ống hút. Thật dễ dàng để mang hành lý đến sân bay. Kỳ nghỉ đầu tiên của mình với Adrian. Đây sẽ là chuyến đi tuyệt nhất từ trước đến nay. Kwame luôn sẵn sàng giúp đỡ. Hi. Mình đang chuẩn bị. Chờ mình chút. Ok. Marinette đang lấy tất cả đồ dùng của cô nàng. Ngay cả chiếc vali lớn như vậy cũng không đựng hết đồ và phụ kiện của cô nữa. Để mình giúp cậu nha. Một, hai. Yeah, được rồi, đi thôi. Làm hộ chiếu từ những tờ giấy xốp có màu sắc khác nhau. Thêm chữ lên bìa nha. Tất cả thông tin cá nhân và thị thực của họ đều ở bên trong. Vé máy bay đã xong rồi, đến giờ bay nè. Adrian đang kiểm tra lại hộ chiếu và vé của họ. Chuyến bay từ Paris đến Bahamas sắp khởi hành. Cho mình hỏi, bọn mình được xách bao nhiêu hành lý xách tay vậy? Một con quái vật nhỏ của Hopbon đến đây để ăn cắp hộ chiếu. Ôi không, bắt cậu ấy lại. Bắt được tên trộm rồi. Adrian đã bắt được cậu ấy rồi kìa. Cậu cầm đi, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Cắt một chiếc mặt nạ ngủ màu đen từ vải nỉ, dán hoa văn lên. Chúng ta chuẩn bị vải để làm gối cây cổ. Ghép chúng lại và nhồi sợi tổng hợp vào. Cọ vệ sinh ống hút. Vuốt thẳng lên, bảo đảm giúp bạn nghỉ ngơi thoải mái. Các siêu anh hùng của chúng ta đang vui vẻ tìm kiếm chỗ ngồi. Adrian thấy Hormone ngồi gần cửa sổ máy bay. Anh ấy định làm hỏng chuyến bay của chúng ta. Thật thô lỗ. Chỉ là báo động giả thôi. Nè nhìn đi, đây là vé của mình. Mình cũng muốn được nghỉ ngơi như cậu. Những kẻ xấu cũng thích thư giãn dưới ánh nắng mặt trời sao? Ai cha, mình cũng có thể thư giãn rồi. Đồ chơi cũ bằng cao su sẽ được làm mới lại. Sơn bóng lên nha. Đầu tiên chúng ta cần mua một phao bơi mới. Xin chào, cậu có bán phao bơi không? Tất nhiên, cậu xem trên quầy đi. Wow, cá mập. Ôi, chim hồng hạc. Cánh đệm nữa. Cô nàng không thích những thứ này. Nhưng phao bơi chấm bi này rất hợp với đồ bơi của cô ấy. Mình sẽ mua nó. Cảm ơn cậu đã mua hàng nha. Hẹn gặp lại lần sau. Mình nên đi gặp những người bạn khác nữa. Ở đây mọi người đều rất thân thiện. Marinette rất thích. Còn cá heo rất thích phao bơi. Thật tuyệt. Mình sẽ bơi với nó. Cảm ơn cậu thật ngầu. Ồ không, khi mọi người đang tận hưởng kỳ nghỉ, con tàu đã bị bạch tuộc khổng lồ tấn công. Đừng sợ, mình sẽ bắt nó. Wow, đó là cô bọ rùa. Kwame dũng cảm đã đánh đổi Kraken đi. Cảm ơn vì đã cứu bọn em.
Đừng lo, mình luôn ở bên mọi người mà. Mọi người đang xếp hàng dài để chờ thay đồ. Cậu xong chưa? Mình sắp xong rồi. Ui, khi nào mới tới mình? Yep. Người tiếp theo. Xin lỗi, cháu có thể giúp? Ok. Một chú mèo con đang gặp rắc rối được không? Nó ở đâu? Bên kia kìa. Nó xuống thuyền và bị trôi đi. Bà đợi ở đây, cháu sẽ gọi người tới giúp. Trông cháu rất giống cô gái đó. Cái đó là gì vậy? Đây là Yoyo. Cháu sẽ dùng nó để kéo con thuyền về. Cảm ơn cháu. Mèo cưng của bà đã về rồi. Làm ván lướt sóng từ bìa. Vẽ hoa văn thật đẹp. Phát thảo chiếc ván. Vậy là đã xong ván lướt sóng thật ngầu rồi. Mèo Moon cần có biểu tượng của mình. Anh chàng luôn có họa tiết chân mèo ngay cả khi ở trên biển. Chiếc ván rất hợp với trang phục của chàng đó. Thay vì tham gia các hoạt động, Adrian thích tắm nắng và lên mạng hơn. Chào Adrian. Ván trượt đang đợi cậu kia. Đúng rồi, mình quên mất ván trượt mới của mình. Cậu thử đi. Ô, chúa phù hộ. Anh chàng đang lướt trên các con sóng và Marinette đang lấy điện thoại quay lại mọi thứ. Lạnh quá. Cậu quấn chăn đi nè. Giờ họ đang xem ảnh cùng nhau và chọn ra những bức ảnh đẹp nhất. Ống hút, bắt tay vào việc thôi. Gắn chúng theo chiều dọc. Chúng ta làm khung mái vòm bằng một miếng nhựa và que khuấy cà phê nha. Chúng ta cần giấy xốp nhiều màu sắc này để làm mái vòm. Đây là một sự kết hợp tuyệt vời. Một chiếc ô sặc sỡ rất cần cho các bạn để đi biển. Các siêu anh hùng của chúng ta đang tận hưởng ánh nắng mặt trời. Marinette cũng muốn có một làn da rám nắng. Cậu dùng kem chống nắng không nào? Không, mình sẽ có làn da rám nắng hoàn hảo. Kiki mang cho cô nàng một ít kem chống nắng, nhưng cô nàng vẫn từ chối. Nè, dậy đi, nhanh lên. Da của cậu bị sao vậy? Hả? Mình đang ở đâu? Để mình đi lấy ô cho. Mèo Moon chăm sóc Marinette. Và kem chống nắng sẽ chăm sóc cho làn da của cô nàng. Thank you. Bọn mình đã nói rồi mà. Lần sau mình sẽ nghe lời của các cậu. Có 6 đồ chơi để kẹp nồi. Cắt một nửa để làm chân vịt. Cắt chân vịt ra và dán phần xỏ bàn chân lên nào. Làm kính bơi từ nhựa trong nha. Trang trí kính bơi với họa tiết chân mèo. Còn đây là ống thở. Yeah, cùng đi khám phá đại dương thôi nào. Sau khi xuống nước, Adrian tận hưởng vẻ đẹp của san hô và các sinh vật biển. Wow. Không thể tin được, một cái rương. Rương kho báu của cướp biển sao? Bạch tuộc, đi chỗ khác. Thật không thể tin được, nhiều châu báu quá. Mình sẽ lấy viên đá đẹp nhất cho Marinette. Mặt trời, sao nắng gắt thế này? Cắt trồng kính từ bìa nhựa nha. Gắn trồng kính vào và dán viên. Cậu không phải lo về ánh nắng mặt trời nữa khi cậu đã có kính râm. Thoải mái quá, cảm ơn cậu. Hi. Mệt quá. Mình có thể ngồi đây được không? Cho mình ly nước. Kính của mình. Mình xin lỗi, mình không cố ý. Marinette bỏ chạy và khóc. Tâm trạng của cô nàng đang rất tệ. Các cậu có biết không, đây là đôi kính yêu thích của mình. Khoan đã, mình sẽ quay lại. Có gì trong hộp vậy? Wow, đẹp quá đi. Và rất mới nữa. Đây là một món quà nhỏ của tụi mình. Trời nóng quá, mình không thể chịu được nhiệt độ này. Alo, Adrian, mang cho mình ít nước lạnh nha. Dùng giấy xốp bọc hộp mini lại. Thùng làm mát trông như cái giỏ vậy. Con bọ rùa thật dễ thương. Cậu muốn uống soda mát lạnh không nào? Các cậu, mình đến giao hàng đây. Thank you. Adrian, cậu đã cứu bọn mình. Kỳ nghỉ này thật là vui. Sơn khuôn nhựa.
thêm một lớp màu đỏ. Chấm lên nữa là xong xuôi. Đừng quên vành mũ nữa nha. May lại nào. Tuyệt vời, rất vừa vặn. Một chiếc mũ sành điệu đã hoàn tất. Mọi người đều có việc phải làm trong cả kỳ nghỉ. Nhưng hành lang khách sạn có tầm nhìn rất đẹp. Ừ không, gió thổi bay mũ của mình rồi. À, tạm biệt mũ. Khoan đã, nó quay lại nè. Là một chú cá heo. Wow, cảm ơn cậu rất nhiều. Cùng chụp ảnh tự sướng nha.